trận đấu giữa cặp đôi Quân Hà. Cặp đôi Quân Hà là cặp đôi phía gần màn hình, và cặp đôi Hùng Huyền là cặp đôi phía xa màn hình. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hay thật, trận đấu kéo dài 58 phút. Tay vợt 40 tuổi, 42 tuổi, giành chức vô địch, nó lành quá khỏe.